Vâng, xin chào quý chú bác anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay em lên một cây cưa trượt ha, có về được một cây cưa trượt Makita. Thì cây này thì hàng còn rất là mới, anh chị mình có thể mình cắt được một góc thẳng đứng là một góc là 90 độ như thế này, hoặc là anh chị mình có thể nghiêng trái, nghiêng phải, nghiêng hai bên đều một góc là 45 độ mỗi bên. Thì cái motor động cơ nó sẽ quay theo như thế nào? Động cơ nó sẽ quay theo. Hình thức cây này thì anh chị mình thấy cực kỳ mới ha. Nước sơn zin màu vàng này, đó. Và tất cả các chi tiết còn rất là mới. Thì cây này anh chị mình sẽ sử dụng cái lưỡi cưa giùm em ha. Lưỡi cưa là từ 25 đến 26 cm. Đây, cây này thì còn khá mới anh chị em. Mình sẽ xài cái lưỡi cưa là 25 đến 26 cm này. Và đây là dòng sản phẩm cưa trượt Makita LS ha, LS1012 của Nhật, sử dụng điện là nội địa Nhật 100V nha chị em. Sử dụng điện 100V thì chút nữa em sẽ cắm cái cọng dây này vô biến áp ha. Và sợi dây này là dài 2,5 m, dây zin luôn. Thì anh chị mình thấy rất là mới nè. Cái đầu chuôi này kia rất là mới. Thì đối với máy cưa này size lớn nha chị em, nên là anh chị mình sẽ sử dụng điện nó rất là cao. Cái sợi dây này là sẽ tải được là 15A ha. Và sợi dây dài là 2,5 m. Tình trạng dây này, cái máy này còn rất là mới. Anh chị mình có thể tìm thêm thông tin là cưa trượt Makita ha, LS1012, sử dụng điện 100V và dĩa cưa là 25 đến 26 cm. Đây là cưa gỗ này. Anh chị mình thấy cái lưỡi cưa kèm theo còn mới tinh ha, Makita. Đó. Đây ha, anh chị mình thấy là đây là có gắn thêm một cái lưỡi cưa cho anh chị mình. Ở dưới này anh chị mình có một cái đế xoay ha, và anh chị mình sẽ trượt được đó. Đó. Hành trình anh chị mình trượt được chắc tầm khoảng là 30 cm anh chị em, mình sẽ trượt được tầm khoảng là 30 cm. Và motor này mình sẽ nghiêng được một góc thẳng đứng là 90 độ và nghiêng hai góc hai bên là 45 độ mỗi bên. Đó, trượt được là cái hành trình là 30 cm ha. Thì cái này khởi động mềm và có thắng rất là tốt. Thắng tốt, anh chị mình xài ngon. Rồi, cái này thì mình thích hợp cho nhà xưởng ha. Đây có 100 răng này, 100 răng và đường kính lưỡi cưa là 260 nhân cho 2.4 và lưỡi này là 100 răng ha. Đó. Lưỡi còn rất là mới luôn. Rồi. Ở dưới thì mình sẽ nghiêng như thế này, mình nghiêng 45 độ mỗi bên ha, còn cái này anh chị mình sẽ nghiêng được một góc ở bên bằng cái thước đo độ này. Anh chị mình có xoay cái bàn độ ở dưới mình di chuyển được ha. Còn ở đây thì anh chị mình sẽ thấy là cái mình di chuyển máy ha. Rồi. Đây là mình sẽ trượt trên chị em, kia anh chị mình cắt thì mình sẽ trượt bằng chỗ này. Máy thì còn rất là đẹp. Mình sẽ kéo ra được cái hành trình tầm khoảng là 30 cm. Đó, hoạt động ra vô trên chu. Ở đây là một cái góc thẳng anh chị em, và anh chị mình sẽ nghiêng một cái góc là 45 độ bên trái như thế này. Và khi anh chị mình nhấn xuống, cái này là cái miếng bảo vệ ha. Và anh chị mình nhấn xuống là nó sẽ tự động nó thu vô. Đi vô đây. Thu vô ha, anh chị mình thấy. Đó, nó không bị cấn chỗ này, lúc nào nó cũng để chị mình nó không có bị cấn vô đâu. Thiết kế thì họ đã thiết kế hoàn chỉnh cái góc nghiêng không bị cấn vô như thế này. Và anh chị mình sẽ quay một cái góc là 45 độ bên này. Đó, mình quay qua ha. Và mình sẽ cưa như thế này, đẩy vô ha. Mình sẽ cắt những cái góc thẳng hoặc là 45 độ. Rồi. Đây là cái miếng bảo vệ anh chị em, hoạt động rất là trơn tru nè. Khi anh chị mình kéo xuống thì anh chị mình thấy nó sẽ nhấc cái này lên ha. Đó là mình cắt thôi, đi ra đi vô ra ngoài. Rồi khi mà anh chị mình muốn xoay cái bàn xoay ha, về cái bàn ở dưới này anh chị mình muốn xoay những cái góc từ bên này qua bên này ha, xoay những góc từ bên này qua bên này, thì chỗ này anh chị mình xoay cùng chiều kim đồng hồ là mình sẽ khóa ha, là mình sẽ khóa không có xoay được, không có xoay được ha. Khóa chặt vô chút xíu là không có xoay được nha anh chị ha. Và mình muốn xoay qua xoay lại thì anh chị mình mở này ra, quay ngược chiều kim đồng hồ, rồi anh chị mình kéo cái lẫy này ra ha. Mình kéo cái lẫy này ra là anh chị mình xoay được ha. Đó. Bây giờ em sẽ test máy anh chị ha, và cắm vô biến áp 100V giùm em. Khi mà anh chị mình cắt cái góc 90 độ thẳng đứng là mình sẽ cắt được cái độ dày là 91 ly ha, tương đương với tầm khoảng 9.1 cm này. Còn đối với góc nghiêng trái phải 45 độ thì mình sẽ cắt được cái độ dày của gỗ là 5 cm ha. Đó. Rồi.
dê thì còn cá mới. Em sẽ test cắm vô. Biến áp là 100V. Giờ em sẽ bỏ vô đây start vô ha. Đó. Đây thì em không có gỗ thì em sẽ test cái cán này cho anh chị mình. Giữ chặt cái cán. Mình sẽ trượt. Ngọt nhanh đàng hoàng, gỗ rất là cứng mà anh chị mình thấy không, nó cắt rất là nhanh ha. Nên là anh chị mình ứng dụng trong nhà xưởng này kia cũng được, hoặc là các xưởng mộc cũng được ha. Em có góc 45 độ bên này cho anh chị mình xem. Em sẽ cố định lại trước cho nó chắc ăn ha, cố định lại cho nó chắc ăn, cố định lại cái độ nghiêng này, cái bàn cho nó chắc ăn ha, nó không có chạy cùng nhau. Và bây giờ em sẽ cắt cái độ nghiêng 45 độ ha. Đó. Nó có chế độ khá an toàn anh chị nha. Đó, chế độ này. Đẹp luôn. Rồi máy này thì thị trường đang bán tầm khoảng là 5,5 triệu ha. Nên anh chị mình thích thì mình anh chị mình cứ nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha.